Ơi, mua đào đi bà con ơi. Lê à, cành lê à? 50.000 cành lê. Rất nhiều sản vật của bà con ở bà vùng cao đang bày bán. Chuột đấy. Ôi, vẫn còn sống chưa ạ? Ôi, vẫn sống này. Tai to phết. Nhưng mà buộc vào cái gì rồi? À, một dây kia rồi, một dây chân rồi. Có con sống còn mấy con này trên này. Bốn trăm. Ô hay nhỉ. Sao 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 chim này chú ơi. Ui giời. Đây là con khiếu. Khiếu à? Khiếu luộc cái xanh. Khiếu luộc cánh xanh. Con khiếu này bán bao nhiêu? 1 triệu. Chim khiếu, khiếu lùn cánh xanh. Khiếu lùn cánh xanh à? Ngũ sắc này đẹp, ở nhà em có đang có một đôi nó hot kinh lắm. Con này cũng đẹp này. Ngũ sắc à? Nhưng mà con này nó hot hay lắm, nhưng mà ở dưới nhà ngũ sắc này rẻ, ở dưới quê. Đây, chụp cái này đi. Đây tao chụp rồi. Ê, chụp đi. Hoa đào đẹp. Hoa đào đẹp. Nấm ngọc cẩu. Mua ủng hộ cho bà con đi. Mua đi cô ơi. Cánh xanh.
chiếu cây xây. Chị gái thế mà đã có con rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? 16 đã có con rồi. Chồng ở nhà. Xinh quá. Bán xôi. À quên. Thứ. Đấy ít lạc thôi rồi đang đấy. Cho nó ăn xôi đi, để nó lấy xúc xích. Hãy ăn chút thơ. Đã xúc xí lại hồ. Thôi xử. Ủa con sống đi. 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 Ủa con sống không biết nói à? Đây, kêu xong là không mang về. Nhưng mà mày dán, có người dán chứ. Được cơn mong bán xôi không?